Chào các bác nhá. Em thanh lý 5 cái ổ cắm điện. Hai cái của Na Tionan 3 m. Đó, hai cái của Na 4 ổ 3 m này. Thì nó sẽ đề là Min Japan nhá. Cả 5 cái thì đều, đằng sau đều có 5 châm để hít này. Đấy, và là đều có chức năng khóa phích lại nhá. Các bác cắm vào các bác xoay nó sẽ khóa phích lại. Và ba chiếc dây được 1 m thôi. Đây này, dây nó ngắn có cỡ này thôi. Đấy, cái này thì được 2, 4, 6 ổ này. Hai cái này là 4 ổ này. Đấy, thì về nhà các bác nào mà chơi âm thanh ấy thì bác cắm cái này thì ngon. Ba chiếc này thì nó lại đề là Min China các bác nhé. Cũng là hàng nội địa Nhật nhưng đề Min China. Và ba chiếc này thì nó có thêm cái đèn báo điện nữa. Đây này các bác này. Đấy, đèn báo này. Ba cái này có đèn báo nhé. 5 cái 500 em thanh lý rồi các bác nhé. Bác ship toàn quốc cho các bác nhé. Bác nào nhu cầu thì alo em. Đấy, mấy cái dây ngắn này thì bác nào chơi âm thanh thì về các bác cắm thì nó là tiện. Thì về chỗ đấy thì mình không cần ổ truyền dài, chỉ cần gọi là mình chia ra thôi. Ok các bác nhá. Dây thì rất là to. Đây, bác nhìn dây to không? Bự luôn. Ok nhá.